đây anh em thấy không, là mình đang chạy dyno để chết lỗi con xe. Tại vì cái vấn đề thì mình mới nhận, mình bán lại cho anh em chơi xe. Đấy, đây. Đây là cái phòng chạy dyno mà, đúng không? Quý khách không vào khi đang chạy. Đó. Đó, đây là nó đang chạy đó. Nếu như mà test ok hết, xe ok hết mọi thứ thì mình sẽ quay clip lên kệ cho anh em, để những anh em mới chơi xe anh em chơi. Nghe tiếng không? Anh em có nghe tiếng không? Quay gần qua đây. Đó, đó là quá trình mà mình thử một cái con xe, mình test một cái con xe. Đây là chỉ test dyno thôi. Rồi mình còn coi máy móc tùm lum hết. Hello mọi người, đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay như mọi người đã thấy thì Minh giới thiệu với mọi người một chiếc xe này là để cho anh em mới tập chơi xe. Và đặc biệt ở trong cái mùa dịch corona này á, thì anh em ra đường nhớ đeo khẩu trang, với lại rửa tay sạch sẽ nha, không để lây dịch. Chụp em, chụp ơi. Đấy, mình phải rửa tay sạch sẽ. Tại vì cái này mình quay có một mình nè, cho nên mình không có bịt khẩu trang. Mà bịt khẩu trang nói sao mọi người nghe. Thì đây, trước mặt mọi người đây là chính là cái con GSX-R 150 R bản Sport Bike. Cái con này á, là anh chủ xe kêu là Minh bán với giá 48 triệu. Nhưng mà Minh nói vậy nè, xe anh á, đã ngã qua một bên rồi thì fix hết cỡ luôn cho anh em là 45 triệu. Hầu như cái con xe này anh em đừng có nói ác ý với Minh là Minh ăn tiền cho con xe này nha. Không, Minh bán, Minh nhận nó để cho những anh em mới tập chơi xe á. Hồi đó giờ anh em thấy không, dàn xe của Minh thì ít khi mà gọi là nói là xe bán xe phân khối nhỏ lắm. Chỉ có chiếc kia lấy về đi lại hàng ngày thôi mà Vinh X đã lụm rồi, chiếc MT15. Còn hai chiếc này là để đi lại hàng ngày, để đi lại chơi rồi đó, đi chơi với anh em á. Rồi bây giờ mình tập trung vô chiếc này ha. Thì con này á là mới của nó tầm 70 mấy triệu á, theo mình biết là vậy. Tại vì mình cũng không có rành về dòng nhỏ này. Thì nãy anh em đã thấy rồi đó, mình đã test dyno xong thì xe này không lỗi. Test kỹ luôn thì xe này nó không có lỗi. Với lại mình coi thử xăng gió đồ nó có đều không, tại xe cũ mà. Con này odo 16k. Thì tại sao mình kêu anh chủ xe là bớt 3 triệu? Bởi vì xe ảnh đã ngã qua bên, anh chạy ngã qua bên. Và cái ngã này nè, đâu rồi, quay cái ngã cho anh em xem. Nó không có bị ảnh hưởng, không có bị gì hết, tại mình test hết rồi. Đây nó ngã nè, anh em thấy không? Đó. Thì anh em mua xe này
thì Minh sẽ tài trợ cho anh em fix hết mấy cái này. Minh bỏ tiền của Minh nha, Minh bỏ tiền của Minh cho anh em fix hết tất cả các lỗi này. Những lỗi chày chày như thế này, chày nè, đó, quay chày cho anh em, quay cho anh em thấy kỹ, chày như thế này. Rồi đó, ở đây là chày luôn, chủ xe đã dán đề can lại. Thì khi mà anh em mua xe á, Minh sẽ bỏ tiền ra tài trợ cho anh em, kiểu như là làm con xe đẹp cho anh em chơi. Với lại Minh sẽ tặng cho anh em một cái nón full face. Thấy chưa, tôi tốt với những anh em mới chơi xe chưa? Thì cái này tài trợ thì thực chất là để cho anh em chơi xe nhỏ, anh em làm quen với lại những chiếc sport bike phân khối nhỏ tập chạy. Thì sau này anh em có mua phân khối lớn thì anh em quay trở lại với tôi, quá là bình thường. Đấy. Còn mình đã hỏi anh của mình rồi, đó là anh chủ xe này, thì anh nói là không có fix nữa. Thì anh đòi bán được 48 triệu thôi. Thì mình kêu thôi giờ xe anh đã ngã rồi, fix cho fan của em đi, chỉ 45 triệu thôi. Thì đó, khi mà anh em mua thì hồ sơ gốc, anh em sẽ có hồ sơ gốc là đầy đủ luôn. Và con xe này có đầy đủ đồ zin. Đầy đủ đồ zin mình mới nhận anh em. Đầy đủ đồ zin là bách bẩn số zin nè. Rồi bô zin đầy đủ. Ở đây có một cây bô độ nè, anh em mua về thì khỏi cần độ bô. Mở lên cho anh em nghe cây bô độ mình. Đó, điểm đặc biệt của con này là có smart case rất là an toàn. Giờ mình nghe cho anh em nghe cái bộ bô độ nè. Đấy, nổ cũng tê tái lắm, dữ dằn lắm. Rồi, đó, cái bô độ, tiếng bô độ. Thì cái con xe này theo mình biết được là hiện tại nó đang mạnh nhất trong dòng Sport 150 luôn á. R15 CBR 150 là nó ăn hết, ăn đề tới hậu luôn. Theo mình nghiên cứu những anh em trong những cái group thì con này odor 16 ngàn cây rồi, hết rồi. Cái tiêu hao nhiên liệu của nó thì không đáng kể đâu, tại nó là dòng xe 150 mà, thì tiêu hao nó không có nhiều. Anh em mới tập chơi rất là thoải mái. À, và cái yên này luôn, mình nói sơ luôn cho anh em là cái yên này chở ghệ hơi khó khăn, rất là khó khăn nha, nó cứng. Thì bên xe này những anh em 1m55-50 lùng, những anh em mà không có chiều cao á vẫn chạy thoải mái nha. Thì mình lên làm mẫu cho anh em nè. Đó, mình mua 7 ngồi rất là dư chân luôn, dư chân. Zin X thì Zin X 1m63 thì ngồi rất là thoải mái. Nói chung anh em 1m55 ngồi ok rồi, đừng có hỏi tôi là cao bao nhiêu ngồi được nha. 1m5 rồi ngồi chạy xe này ok. Mét 3 thì chơi xe con nít đi cưng. Rồi đó, cái xe tình trạng vậy đó là nó ảnh đi ảnh té qua một bên nè. Mình á thì mình ảnh kêu là fix giùm ảnh đi, nhưng mà mình không muốn fix. Mình không muốn fix những cái lỗi này, mình muốn cho anh em xem là nó biết là tình trạng xe nó như vậy như vậy. Đó, thì khi anh em mua á thì mình sẽ bỏ tiền túi của mình ra hỗ trợ cho anh em làm lại hết cho nó đẹp lại. Cho nó đẹp, cho nó không còn một vết chày lại cho anh em ha. Rồi mình sẽ tặng cho anh em một cái nón full face. Những anh em ở xa đó, xe này thì bản số của nó là bản số 71, biển số Bến Tre. Rồi như vậy nha, thì 45 triệu hết. Cái đó là giá cuối cùng của anh chủ xe mong muốn. Tại đây là một người anh mình, với lại mình biết rõ nguồn gốc cái xe này, muốn lấy về cho em chơi. Thì cái giá này thì nó rất là rẻ luôn ấy. Mình thấy một chiếc xe rất là rẻ. Rẻ hơn R15 cũ tới 10 triệu. Ghê không? Rẻ hơn R15 cũ tới 10 triệu. Ở đây thì mình test hết rồi. Bố thắng dĩa thì vẫn còn xài được, không có đến nỗi nào. Dĩa nè, vẫn xài được. Vỏ vẫn còn sâu. Nói chung là đây nè, đây một vết chày nè. Đây vết chày nè. Mình sẽ bỏ tiền túi ra, mình fix hết cho anh em. Còn anh em mua xe thì mình sẽ cho mọi người làm việc với chủ xe. Và xe vẫn hiện tại nằm trên showroom mình luôn. Thực chất á, mình lấy chiếc này về là để cho những anh em mới tập chơi. Tại vì nhiều anh em nói á, anh mình bán phân khối lớn nhiều quá, thì tụi em mới tập chơi thì không có đủ tiền mua. Thì đây những con xe, mình đã tìm được những con xe rẻ nhất cho anh em chơi. Và anh em xem kênh của mình là có rất là nhiều cái lợi. Thứ nhất là được ngắm xe nè. Thứ hai là được ngắm những bạn xinh nè. Thứ ba là được xem giá những cái con xe rẻ rẻ như vậy để anh em mua. Chứ không có thể nào mà
Đó, đây là con xe tiền đề cho anh em từ 150 để lên 600 để lên 1000. Đó. Rất là dễ. Kệ nó thì nói 1000 đi. Cho anh em dễ hiểu. Rồi, vậy nha, bye bye anh em. Cảm ơn anh em đã like và subscribe cho kênh của Minh Biker. Rồi anh em nhớ có mua nhớt gì thì liên hệ tôi luôn. Thì con xe này anh em nào inbox trước thì mình sẽ chừa cho anh em đó trước. Hồi nãy giờ anh em đã coi hết tình trạng của nó rồi ha, thì mình đã báo cáo hết rồi, mình cũng đã test dyno hết rồi. Thì những gì lỗi của nó thì đã phô ra hết, những gì tốt của nó mình cũng đã phô ra hết. Con xe này rất là nhẹ hiệu luôn, anh em mới tập chơi rất ok. Hoặc là anh em bỏ ra tập ôm cua cả gối gì đó, giá này quá rẻ rồi. Mình tham khảo luôn mà thấy mấy anh em bán năm mấy không à, thì xe này nó ngã bên thay vì những chỗ khác á, người ta có thể làm lại mới, nhưng mà mình muốn để nguyên gì đó, để nguyên gì để cho anh em thấy nó bị như vậy chứ. Rồi anh em mua xong là mình sẽ bỏ tiền ra để mình làm lại cho anh em đẹp. Sau này anh em muốn lên CC thì anh em qua tôi liên hệ mua những chiếc khác. Cái mục đích tôi là vậy á, chứ không phải là tôi bỏ tiền không không đâu nha. Rồi vậy thôi, bye bye. Nói nhiều mất hay.